sau dịch thì cái chuỗi mà cung ứng nguyên vật liệu đó là trong cái thời gian dịch và sau dịch nó hiện nay cũng vẫn chưa phải là coi như là hoàn chỉnh, liên kết được coi như đầy đủ giống như là coi như là trước đại dịch. Hiện nay là cái logistics không những trong nước mà coi như đối với cái nước ngoài, để mình lấy được các cái kiểu như là các cái công á để đi đưa hàng đi xuất khẩu hoặc là vận chuyển đi tất cả các cái khu vực, các cái tỉnh thành ở trong cả nước cũng còn là rất là nhiều khó khăn. Chi phí nguyên vật liệu nó gia tăng, dẫn đến là cái giá thành của cái sản phẩm nó sẽ gia tăng. Những vậy như vậy là coi như là gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề về cái sản xuất trong coi như là hiện tại cũng như là dự đoán cho coi như là quý 1 của năm 2022. Thực hiện 3 tại chỗ cho người lao động để đảm bảo đơn hàng cho khách hàng. Nhưng mà cái sản lượng thì chỉ chiếm có 50% thôi, đồng thời thì cái chi phí cho cái lực lượng mà 3 tại chỗ thì nó tăng rất là cao so với bình thường, thì chi phí test, chi phí vận tải, chi phí xét nghiệm và các cái nguyên vật liệu này kia nó cũng tăng theo thì ảnh hưởng gì rất là nhiều. Sau cái bình thường mới thì doanh nghiệp đã hoạt động lại thì vẫn cũng được 70-80% và công nhân thì cũng đã tiêm 2 mũi và đã sàng lọc xong thì cũng đã vào doanh nghiệp làm cách bình thường. Thì hiện nay thì cũng doanh nghiệp cũng hồi nãy có nói là đạt 70-80% và cũng đáp ứng một phần nào đó cái nhu cầu của khách hàng, thì cũng tương đối cho hàng đúng hẹn. 3-4 tháng vừa rồi á là phong tỏa giãn cách xã hội thì gần như là thị trường trong nước mình là khá là điêu đứng. Có sản xuất 3 tại chỗ mục đích là để duy trì việc làm tối thiểu cho anh em, cung cấp cho một số đơn vị họ làm tem nhãn để xuất khẩu. Thì từ đó mình thấy rằng là thì trong nước mình tê liệt nhưng mà ở nước ngoài cũng còn. Cái hướng sắp tới thì mình phải phát triển rộng ở thị trường nước ngoài để mà đất trong nước mình có bùng dịch thì vẫn còn cái thị trường nước khác. Thì giá vận chuyển, giá vận tăng mức kinh khủng, không tưởng tượng được. Nguyên vật liệu của mình có những cái nguyên vật liệu mình phải nhập khẩu, mình nhập khẩu thì có thuế. Trong khi đó từ Trung Quốc họ xuất khẩu đi rất là thoải mái, họ được hoàn thuế nữa. Thói quen của người Việt Nam mình vào cuối năm là đi thay áo mới cho xe, chuẩn bị đi đám cưới. Nhưng mà năm nay là không nói được, mình phải có 2-3 kịch bản, không có lạc quan, không có bi quan. Chưa bao giờ mà tâm lý của người dân bi quan như lúc này. Trước giờ chúng ta lúc nào cũng tự hào rằng là người Việt Nam mình rất là lạc quan, lúc nào cũng cười. Là với cái kết quả mà thấy như thế này thì cũng có một cái câu hỏi tự hỏi rằng là khi nào thì thị trường nó phục hồi. Lần đầu tiên trong lịch sử của Canada World Panel mà ra kết quả rằng gần 50% hộ gia đình người ta nói rằng là người ta không ổn một tí nào, hoặc là người ta phải cắt giảm chi tiêu. Ngay cả những hộ gia đình mà chưa bị ảnh hưởng thì họ nhìn thấy cái hoàn cảnh xung quanh và họ cũng lo lắng, có một cái tâm lý rằng là tiết kiệm. Hàng loạt những lo lắng trên của các chủ doanh nghiệp cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực ngành nghề trong thời gian tới đây dự báo nhiều khó khăn thách thức. Nhất là thời điểm đang là thời gian để doanh nghiệp chạy đua, đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, cũng như đáp ứng những đơn hàng xuất khẩu cho các thị trường mà trước đó bị hoãn lại do tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, theo chia sẻ từ các doanh nghiệp, có rất nhiều mối lo ngại cho tình hình sản xuất kinh doanh của họ, từ thị trường tiêu thụ, nguyên vật liệu, vận chuyển. Nhưng cũng có không ít doanh nghiệp thời điểm này đang rơi vào tình cảnh khó khăn về nguồn lao động bởi nhiều công nhân sau thời gian nghỉ dịch về quê không lên thành phố làm việc nữa. Như vậy, doanh nghiệp phải tăng ca sản xuất để đảm bảo sản lượng hàng hóa cho thị trường dịp cuối năm hoặc cũng là phòng những tình huống xấu từ dịch bệnh đem đến. Sau khoảng 3 tháng làm việc theo tinh thần 3 tại chỗ, doanh nghiệp này quay lại sản xuất trong điều kiện bình thường mới từ đầu tháng 10 đến nay. Nhưng khi quay lại làm việc, vấn đề lo lắng nhất của doanh nghiệp là thiếu hụt nguồn lực lao động làm việc trong khi mùa kinh doanh trọng điểm đang đến gần. Doanh nghiệp đều bị một tình trạng là thiếu lao động. Công ty Bình Thành Đạt của chúng tôi cũng rơi vào cái tình cảnh như vậy. Lực lượng lao động chúng tôi bị thiếu so với bình thường là khoảng 30%. Chúng tôi đang là thuyết phục các cái lao động đó quay trở lại làm việc bằng các chính sách như là tăng phúc lợi, tăng thu nhập, khen thưởng cho những lao động nào giới thiệu được bạn bè, người thân vào làm. Thì chúng ta phải tạo được một cái môi trường làm sao khi người lao động họ tới làm việc, họ cảm thấy cái môi trường này được an toàn với dịch bệnh. Trong khi đó, là một đơn vị sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm thiết yếu, doanh nghiệp này cũng có nhiều mối lo về tình hình lao động dịp cuối năm khi họ bắt đầu tăng tốc hoàn thành đơn đặt hàng mùa Tết.
Sau khi quay trở lại cái trạng thái bình thường mới á, cái sản xuất của công ty thực sự ra là nó cũng chưa phải là full lên 100%, mà nó chỉ đạt cái công suất khoảng 85% thôi, do cái thiếu cái nguồn lao động. Thực sự ra là các doanh nghiệp không những là của Vi Phong mà của các cái doanh nghiệp khác trên toàn nước là đều là đang cũng vẫn đang thiếu hụt cái nguồn lao động này, cũng như là cái tình hình dịch bệnh là nó đã giảm một chút nhưng cái diễn biến của nó vẫn còn cái phức tạp lắm. Do đó cái dự kiến về cái sức mua của năm của cái Tết Nhâm Dần 2022 á, thực sự ra là coi như là rất là khó dự đoán. Thời điểm này, đa phần các doanh nghiệp Việt đang phải cùng lúc làm nhiều nhiệm vụ như lên kế hoạch để nguồn nguyên liệu không bị thiếu hụt, đảm bảo sản xuất an toàn cho công nhân, nhanh chóng đưa ra những biện pháp chiến lược kinh doanh trong mùa cao điểm. Như doanh nghiệp sản xuất về bóng đèn này, cuối năm là dịp các đơn vị hoàn thiện công trình, bàn giao cho khách hàng từ nhà xưởng, chung cư, đường xá, bệnh viện. Bên trong nhà máy của doanh nghiệp, các công nhân liên tục làm việc để đảm bảo tiến độ các đơn hàng cuối năm cho đối tác. Những tác động từ các yếu tố bên ngoài thị trường khiến họ nhiều khi không thể chủ động được. Với cái tình hình thiếu hụt nguyên vật liệu trên toàn cầu hiện nay thì đối với ngành chiếu sáng thì Vlite đang, không phải bản thân Vlite mà những doanh nghiệp ngành trong ngành chiếu sáng đang đối mặt với ba cái vấn đề rất là lớn. Cái thứ nhất là về vấn đề thiếu hụt IC trên toàn cầu, một ảnh hưởng tới cái sản lượng đầu ra cho những cái sản phẩm chiếu sáng. Cái thứ hai là chi phí nguyên vật liệu tăng, thì gần như là tất cả các nguyên vật liệu trong để tạo thành sản phẩm của chúng tôi đều hiện nay đều tăng hết. Kèm thêm một cái nữa là chi phí vận chuyển đang tăng rất là nhanh, và chúng tôi đã có những kế hoạch để dự trữ hàng cho cái thời gian dài hơn. Và khi mà chúng tôi đặt hàng cũng vậy, khi mà chúng tôi đặt hàng thì chúng tôi phải có kế hoạch đặt hàng dài hạn hơn. Trong cái mùa Tết này, riêng Vlite thì hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh bán hàng qua những cái kênh mà phi truyền thống, như những cái kênh siêu thị, trung tâm thương mại, hoặc là những cái kênh bán hàng online qua những trang thương mại điện tử, hoặc là qua những mạng xã hội có thể tương tác trực tiếp với khách hàng. Dù các chuyên gia nghiên cứu thị trường đã chỉ ra những sự thay đổi trong hành vi, thói quen mua sắm của người tiêu dùng, nhưng mùa Tết 2022 sắp đến vẫn đầy ắp mối lo đầu ra hàng hóa khi bóng ma Covid-19 còn đeo đuổi, bởi nó sẽ kéo theo đó là những thay đổi lớn từ các thị trường, nguyên liệu, vận chuyển. Nên kế hoạch của doanh nghiệp trong giai đoạn này thật khó có một cái nhìn chính xác dài hơi như trước kia.